BA Universe. Trong trường hợp gió quá vụng về hoặc không được thực hành trước đó, chúng ta trở lại thể xác mà không có được sự hòa hợp, rồi thức giấc với cảm giác gần như trống rỗng. Mọi thứ đan chằng chịt vào nhau có thể khiến bạn cảm thấy đau nửa đầu hoặc không khỏe. Đó là vì hai rung động hợp nhất không hài hòa. Giống như sự bất thường khi sang số xe một cách vụng về vậy. Nếu nhập lại thể xác với tần số rung động sai biệt, ta sẽ thấy thể vía sẽ không còn vừa vặn với thể xác, có thể bị nghiêng qua bên này hoặc bên kia, dẫn tới kết quả là sự suy sụp hoàn toàn. Nếu không may bị như vậy, cách chữa duy nhất là đi ngủ một lần nữa hoặc nghỉ ngơi càng yên tĩnh càng tốt. Không cử động, không suy nghĩ nếu bạn làm được. Vẫn tiếp tục giữ im lặng và cố gắng để thể vía rời khỏi thể xác một lần nữa. Thể vía sẽ trôi giạt và bay lên trên thể xác vài chục cm. Và sau đó, nếu ta cho phép, nó sẽ nhập trở lại thể xác với sự đồng nhất hoàn hảo. Khi đó ta sẽ không còn cảm thấy ốm hoặc kiệt sức. Chỉ thực hành đơn giản như thế trong khoảng 10 phút. Thà dành 10 phút này để lấy lại sự khỏe còn hơn nhảy phắt đi vội vã để rồi cảm thấy khổ sở. Bởi vì bạn không thể cảm thấy khá hơn chừng nào còn chưa ngủ lại để hai cơ thể này hoàn toàn đồng bộ. Đôi khi, ta thức dậy vào buổi sáng với ký ức về một giấc mơ rất đặc biệt. Có thể là một sự kiện lịch sử hoặc hoàn toàn là một thứ vượt khỏi thế giới này. Trong hoàn cảnh đó, có thể vì vài lý do đặc biệt kết nối tới quá trình luyện tập khiến bạn có thể truy cập vào thư viện Akashic. Trong đó, bạn có thể nhìn thấy điều đã diễn ra ở quá khứ. Hay hiếm hoi hơn là những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Những nhà tiên tri đưa ra những tiên đoán thường đến tương lai và nhìn thấy xác suất các sự kiện xảy ra. Nó không phải là các thực tại bởi chưa diễn ra, nhưng có thể biết được xác suất và báo trước về các sự kiện. Bạn có thể thấy rằng người ta cố gắng ghi nhớ các sự kiện diễn ra trong thể vía càng nhiều càng tốt. Bởi càng nhớ nhiều càng có lợi cho việc chuyển hóa. Còn không thì chẳng học được gì khi quên bén tất cả chỉ sau vài phút. Cũng thường có người thường thức dậy với một tâm trạng cáu kỉnh, thấy chán ghét thế giới này và mọi thứ liên quan đến nó. Sẽ mất hàng tiếng, thậm chí vài tiếng để khôi phục từ tâm trạng ảm đạm này. Có cả đống lý do cho thái độ cá biệt ấy, bởi người đó khi đi trong thể vía có thể làm những việc dễ chịu, đến những nơi thư thái, gặp những con người hạnh phúc. Thông thường anh ta du hành vào cõi trung giới trong thể vía khi thể xác ngủ và hồi phục. Ở cõi trung giới, anh ta thấy hoàn toàn tự do, không bị bó buộc, giới hạn và cảm thấy thực sự tuyệt vời. Và rồi, anh ta lại bị gọi trở về thể xác để bắt đầu một ngày mới. Khổ sở, làm việc cật lực, bất cứ là cái gì thì cũng thường là điều không hạnh phúc. Thế là, khi phải trở lại, phải dứt bỏ cõi trung giới thanh bình, anh ta cảm thấy không hề hạnh phúc và bực tức khi thức dậy. Một lý do khác không dễ chịu lắm, đó là chúng ta là những đứa trẻ đang trong lớp học. Cố gắng để học những bài đã lên kế hoạch sẵn ở ngôi trường mang tên trái đất. Khi chúng ta đi ngủ, thể vía có thể rời trường và về nhà vào cuối ngày. Cũng giống như trẻ em đi học và về nhà vào cuối ngày. Rất nhiều lần, một người có thể tự hài lòng và tự mãn trên trái đất. Đi ngủ rồi thức dậy vào sáng hôm sau trong một tâm trạng rất tệ. Điều này thường xảy ra do trong trạng thái thể vía, anh ta bị sốc khi nhận ra mình đã làm ra cả mớ hỗn độn trong cuộc sống trên trái đất, rằng tất cả những sự tự tin và tự mãn chả đưa anh ta tới đâu cả. Không phải cứ có cả đống tiền là anh ta đang làm tốt. Chúng ta đến trái đất để học những điều cụ thể, giống như một người đến trường tiểu học hay đại học để học những môn cụ thể. Sẽ là vô ích nếu một cậu sinh viên ghi danh vào một khóa học để trở thành một bác sĩ xuất chúng, nhưng không hiểu vì sao anh ta lại đi thu phế liệu, các thể loại rác rưởi từ nội thành đến ngoại thành. Quá nhiều người đang nghĩ rằng họ đang làm rất tốt công việc lừa dối người khác, tăng một cách nhanh chóng tài sản bằng các hành động trục lợi hoặc các giao dịch đen. Những người có ý thức về phân biệt tầng lớp hay giàu có thực sự không chứng minh điều gì ngoại trừ việc họ đang gây ra những thất bại ngày càng lớn của mình trên trái đất. Sẽ đến một thời điểm người ta phải đối mặt với thực tại, mà thực tại đó không ở trên trái đất. Vì đây chỉ là thế giới ảo ảnh mà thôi. Nơi mà những giá trị bị đảo lộn, nơi mà mục tiêu phấn đấu là tiền bạc, quyền lực vật chất và địa vị mới là đáng kể. Không có gì có thể điển hình hơn tình huống này, rằng các vị tu sĩ Ấn Độ hay đâu đó có nhiều giá trị tinh thần cho đời sống tương lai hơn những nhà tài phiệt quyền lực, những kẻ cho người nghèo túng và khổ sở vay tiền với lãi suất cắt cổ. Hãy để một trong những nhà tài phiệt này hay những kẻ tương tự ông ta đi ngủ, rồi giả định vì một lý do nào đó họ có thể rời khỏi thân xác và bay đủ xa để có thể nhìn thấy đống hổ lốn mình đã tạo ra.
rồi họ trở lại với đầy đủ ký ức kinh hoàng và hoàn toàn tỉnh thức rằng mình là ai. Chắc chắn họ sẽ hoàn toàn thay tính đổi nết. Nhưng không may, khi họ trở về thể xác một thực thể rung động rất thấp nên họ không thể nhớ được điều gì đã xảy ra. Vậy nên, họ chỉ bảo rằng mình có một giấc mơ thật phiền lòng, rồi la hét cấp dưới, ra oai với bất cứ ai trong tầm mắt. Có một trường hợp khác là những người có thể gây chú ý cho chúng ta đôi chút. Những người ngủ ít, những người được xem là kém may mắn khi thể vía không sẵn sàng rời khỏi thể xác và đối mặt với vấn đề. Thường, những kẻ say rượu sẽ sợ rơi vào giấc ngủ bởi những thực thể ở cõi trung giới đang thích thú bâu vào thể vía của họ. Những trường hợp này được gọi là hiện tượng ảo giác nhìn gà hóa quốc. Thể xác ở tình huống này sẽ tỉnh táo và là nguyên nhân gây ra những khổ sở cả về thể xác và thể vía. Một vài người luôn bận rộn từng phút, họ đi lại không ngừng, cảm thấy bồn chồn và không thể nghỉ ngơi lấy một lúc. Tất cả những người quá thường xuyên bận rộn là những người sống trong cái trí phần hữu thức, tức là họ sợ khi nghỉ ngơi, họ sẽ bắt đầu nghĩ rằng mình là ai, mình đang làm gì và không làm gì. Thế là bắt đầu xuất hiện thói quen không ngủ, không thư giãn, không cho chân ngã một cơ hội liên lạc với thể xác. Những người này như một con ngựa đứt cương lao vào con đường nguy hiểm điên cuồng. Nếu người ta không thể ngủ, họ sẽ không thể thu lượm được những bài học từ cuộc sống trên trái đất. Và vì nếu không thu được bài học trong kiếp này, họ sẽ phải trở lại để làm tốt hơn trong những lần sau. Bạn có tự hỏi, làm thế nào để xác định một giấc mơ là sản phẩm của trí tưởng tượng hay là những ký ức của chuyến du hành thể vía bị bóp méo? Cách dễ nhất là tự hỏi chính mình, rằng những điều trong giấc mơ có rõ ràng không? Nếu có thì đó đúng là ký ức của du hành thể vía. Những màu sắc bạn thấy liệu có tươi tắn hơn trên trái đất không? Đó cũng chính là ký ức của du hành thể vía. Thường, bạn sẽ thấy khuôn mặt của một người thân yêu hoặc có ấn tượng mạnh về người thân. Có thể vì bạn đã đến thăm người đó bằng cách du hành thể vía. Và nếu đi ngủ với một tấm ảnh gương mặt của người thân thì chắc chắn bạn có thể tới thăm người đó khi bạn nhắm mắt và để bản thân thư giãn. Rồi hãy nhìn câu chuyện theo một hướng khác nữa. Bạn có thể sẽ thức dậy vào buổi sáng chẳng chút bực tức hay suy nghĩ về người mà ngày thường không chút hòa thuận. Có lẽ bạn đã đi ngủ với suy nghĩ về người đó, nghĩ về những tranh chấp, nghĩ về những cuộc tranh cãi với việc bạn và anh ta cùng dính vào. Bạn có thể đã đến thăm anh ta trong thể vía, và anh ta cũng trong trạng thái thể vía đã thảo luận về cách thức giải quyết những khúc mắc của hai người, cùng thỏa thuận trong trạng thái này về việc cả hai sẽ nhớ đến giải pháp đã thống nhất khi trở về trái đất. Hoặc mặt khác, cuộc chiến xảy ra còn nghiêm trọng hơn khi bạn thức dậy, thậm chí là tồi tệ hơn trước. Nhưng, dù bạn có thống nhất được một thỏa thuận hay không khi quay trở lại thể xác, nếu bạn không đồng bộ với thể xác, rất có thể những thỏa thuận tốt đẹp kia sẽ bị tan vỡ và méo mó. Hơn thế nữa là những cơn thịnh nộ thất vọng với đối phương. Giấc mơ là cánh cửa đi vào thế giới khác. Hãy gieo trồng những giấc mơ của mình, nghiền ngẫm chúng. Ban đêm khi đi ngủ, hãy quyết định rằng mình sẽ mơ đúng. Nghĩa là quyết định rằng khi thức dậy vào buổi sáng, bạn sẽ có một ký ức rõ ràng và không bị hỗn tạp về tất cả những điều xảy ra trong đêm qua. Điều này có thể thực hiện được. Chắc chắn có thể thực hiện được. Có quá nhiều nghi ngờ, những ý kiến la ó, đòi bằng chứng về những điều họ nghe thì với họ nó là điều vô cùng khó khăn. Một số người phương Đông đi vào trạng thái hôn mê cũng là một trong những phương pháp thoát ra khỏi thể xác. Những người khác rơi vào giấc ngủ và khi tỉnh dậy, họ đã có câu trả lời cho những vấn đề rắc rối của mình. Chỉ bằng luyện tập và mong muốn chân thành có thể làm tốt và mơ đúng. Bạn có thể mở rộng cánh cửa để đi vào giai đoạn tuyệt vời nhất sự tồn tại.